Đây. Đây là cái bo mạch của cái con Trang Z 1000W này, xin chuẩn các bạn này. Đấy, thì vừa mới chết xong. Mới lôi ra làm cái clip cái ổn áp cho anh em ấy. Đấy, định lấy cái con này để cấp nguồn nhưng mà cái con ổn áp đấy 7,5 kg, con này 1 kg. Lôi ra vừa cắm nguồn vào thì lổ luôn. Nổ rồi tắt ngấm không lên nguồn nữa. Đấy, thì ngày hôm nay lôi ra để sửa lại cái này thì muốn chia sẻ lại anh em cái những cái bước mà chúng ta cần phải nhớ khi mà sửa một cái bo mạch điện như thế này, cụ thể là một cái bo mạch công suất. Đấy, cái này thì nó liên quan đến kinh nghiệm mình nhiều hơn thôi, chẳng có một cái lý thuyết nào ở đây cả. Đấy, và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em thì đây cái hiện trạng của cái con này, đó chính là không lên điện, cấp nguồn vào bật công tắc không một tín hiệu gì cả. Đấy, và khi mà mình tháo ra thì cái cầu chì này, cầu chì zin của nó đây, đây đi mua một đống linh kiện về thay đây. Đấy, định mua cả cái con 460 này, nguyên bản của nó là cái thứ cấp đầu ra là nó chạy cái con 13L50. Đây này. 13L50 thì mình về mình định độ thêm lên con 460. Ở đây chỗ mình không con mới nữa, toàn con cũ thôi. 15.000 một con. Nhưng mà cũ này thì dùng hàng tháo máy dùng nó còn ngon hơn cả hàng mới ấy. Đây này nó không vừa. Thực ra là cái chân này thì chúng ta có thể bẻ được. Chỗ này là bốn con đầu ra này. Bốn con MOSFET đầu ra này. Nhưng mà cái chân này thì có thể bẻ được. Đấy, nhưng mà cái khoảng cách của nó không đủ để mình lắp cái tản nhiệt. Cái tản nhiệt thế này mình cho vào trong cái thùng ấy. Đâm ra là phải chịu thôi, lại phải mua thêm mấy cái con đây. 15L60 này. Đấy. Thì khi mà mình đây một đống cái quả này, mua cả cầu chì để thay này. Đấy, thì khi mà mình tháo con này ra thì cái đầu tiên mình cần nhìn vào đó chính là cái cầu chì. Khi mà không có điện ấy. Ở đây nó sử dụng hai cái cầu chì cắm mắc song song là 12V 35A đây quả này. Đấy, và cái này là cái đầu tiên cần phải để ý đến. Thì đây quá rõ ràng rồi, hai con cầu chì nó bung bét hết rồi các bạn ạ, tức là đã nổ cầu chì. Thì nếu mà đối với một người bình thường ấy, cứ nổ cầu chì người ta lại đi mua cầu một chì mới về, người ta thay, người ta đã cắm vào, người ta thử điện, thì đấy là người bình thường thì mình không nói làm gì cả. Nhưng đối với một người thợ ấy, cái việc đấy hoàn toàn là không được các bạn ạ. Cái việc này là hoàn toàn là cấm kỵ các bạn nhá. Khi mà đã nổ cầu chì ấy, đối với một người thợ, người ta phải phân tích xem là tại sao nó lại nổ cầu chì. Bởi vì khi mà nhà thiết kế người ta đã tính toán là người ta sử dụng cái cầu chì ở trên cái bo mạch này ấy, thì tức là cái tổng công suất chịu đựng của hai cầu chì này nó phải vượt quá cái tổng công suất tối đa của cái bo mạch này. Tức là kể cả khi mà các bạn dùng full tải cái mạch này ấy, thì cái cầu chì cũng không thể đứt được. Đấy. Vậy mà khi cái cầu chì mà nó đã bị đứt ấy, thì tức là cái bo mạch này đã có vấn đề. Đấy. Thì lúc này chúng ta phải làm như thế nào? Tuyệt đối đối với anh em thợ là không được phép là mua cầu chì mới cắm vào. Đấy. Bởi vì khi mà cầu chì nó đứt rồi, các bạn mua cầu chì mới cắm vào và cấp điện vào lại đứt tiếp, mình tin chắc 100% đều như vậy. Đấy, lúc này chúng ta phải xét này, trên cụ thể trên cái bo inverter này. Chúng ta phải xét đến cái đó chính là cái dàn công suất đầu vào, tức là cái dàn MOSFET. Thì ở đây có 4 con, nó sử dụng là con 100N07 này. Đấy, đây này, bung cả bụng ra rồi các bạn này. Đấy. Đây, lỗ có bụng này. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Trước tiên là chúng ta phải nhổ hết cái đống MOSFET ở trên cái dàn công suất đầu vào này. Xong chúng ta đo kiểm xem nó có con nào chết hay không. Đấy, khi mà nó đã nổ cầu chì thì 99% là kiểu gì cũng có con chết. 4 con có thể là không chết cả 4, nhưng mà cứ một con chết là nó đã nổ cầu chì rồi. Đấy. Thì cách kiểm tra thế nào? Các bạn chỉ cần kẹp cái que đen vào cái chân giữa này, hoặc là cái lưng tản nhiệt này. Còn cái đỏ các bạn đo vào chân số 3. Đấy, các bạn nhìn đồng hồ nhá. Nếu mà giá trị của đồng hồ nhảy về mức dưới 1 kilo ohm là tức là con này nó chết.
cứ dưới 1 kilo ôm là con này nó chết. Đấy, con này là con chết nha các bạn nhé. Đây. Đấy, con này có 341 ôm bỏ luôn. Chết. Đây, con này có 2,59 ôm các bạn này. Cũng đi. Đấy. Con này 1,89V. Vậy như vậy là cả cái dàn công suất đầu vào này đều chết. Đấy. Đã xác định được cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là nổ cầu chì. Đó chính là do bốn cái con, cả bốn con này đều chết các bạn ạ. Kinh thật. Cái máy ổn áp kia nó phá dã man thật. Bình thường là những cái trường hợp khác là mình kiểm tra chỉ chết một hoặc hai con thôi, đây chết cả bốn con luôn. Đấy, tức là cả hai nửa chu kỳ của sung đều phá một phép. Đấy. Thì bây giờ mình xác định là bốn con này chết đúng không? Thì các bạn từ từ hãng vội thay những cái con mới này vào. Đây mình định thay con 3205 cho nó khỏe này. Mình ở mình không có 1404 nhưng mà mình dùng 3205 cũng được, nó khỏe hơn cái con 80N07 kia rồi. Đấy. Thì khi mà mình xác định được là chết dàn công suất nhá, các bạn từ từ hãng vội thay. Có thể là khi mà các bạn thay phép mới vào là có thể chạy được ngay. Đấy. Nhưng mà đối với mình ấy, mình muốn kiểm tra kỹ hơn nữa, mình kiểm tra tiếp nguyên nhân tại sao cái bo này nó lại chết được cái dàn phép ở đầu vào này. Đấy, nó sẽ có hai nguyên nhân. Một là chập ở đầu ra, chập quá tải đầu ra. Thì lát nữa thì mình sẽ kiểm tra bốn cái con công suất ở đầu ra cũng như là cái dàn cái diode này này. Chỗ này là đầu ra nó chỉ có hai cái linh kiện công suất, là một là cái dàn diode lọc nguồn đầu ra. Hai là cái dàn MOSFET ở đầu ra, đây tức là cái con này. Đấy. Đây. Một thì có hai nguyên nhân dẫn đến cái việc là chết MOSFET ở đầu vào. Một là chập ở đầu, chập tải công suất đầu ra, là tức là chết MOSFET ở đầu ra này, cầu H đầu ra này, hoặc là chết diode cầu ra. Đầu ra. Đấy. Cái nguyên nhân thứ hai đó chính là chết phần bo dao động đầu vào. Đấy. Thì vậy khi mà mình đã xác định được nguyên nhân là chết MOSFET đầu vào ấy, thì chúng ta phải kiểm tra thứ nhất là một là cái tầng công suất đầu ra. Tiếp tục chúng ta lại phải nhổ MOSFET đầu ra để chúng ta kiểm tra. Đấy, hai là diode ở đầu ra này, chúng ta phải kiểm tra xem nó còn sống hay không. Đấy, cái thứ ba nữa là chúng ta phải kiểm tra cái bo dao động. Thì cái công suất MOSFET công suất đầu ra thì lát nữa thì mình sẽ kiểm tra sau. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem là cái bo dao động này nó còn sống hay không. Đấy. Và cái ngoài ra chúng ta còn phải kiểm tra cái tầng là tầng thúc. Tức là cái chăn đệm ấy, nó sẽ bao gồm là 4 con transistor được mắc theo kiểu là Darlington để thúc cái xung kích cho cái MOSFET đầu vào này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là kiểm tra. Thì cách kiểm tra như nào? Để mà kiểm tra được cái bo dao động ấy, chúng ta cần tối thiểu là một cái đồng hồ. Đồng hồ kim không dùng được nha các bạn nhá. Đồng hồ kim không kiểm tra được. Chúng ta tối thiểu phải cần một cái đồng hồ có hiển thị được là tần số, đo tần số. Không cần biết là đồng hồ xịn hay rẻ, cứ đo được tần số là ok rồi. Đấy, như ở đây mình sẽ demo cho các bạn là bằng cái đồng hồ con 8008 này. Đấy. Báo cấp nguồn cho nó. Khi mà mình đã rút được cái dàn công suất ra rồi nhá, thì cấp nguồn vô tư, không cần phải để ý gì hết. Đây. Đấy. Cấp nguồn đây nhá. Rồi. Bật cho nó cái mạch này, cái phần dao động nó hoạt động này. Rồi. Như vậy là đã có tiếng kêu tít. Bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra xem là để như thế nào để các bạn nhìn rõ nhỉ. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra xem là bốn cái xung kích của chân G của bốn con MOSFET nó có ổn định không nhá. Đấy. Thì que đen chúng ta sẽ cho vào âm nguồn. Que đỏ chúng ta sẽ cặp vào cái chân số 1 của bốn cái lỗ này đây. Lên tần số là 36 kHz các bạn nhé. Con thứ hai này 36 kHz này. Con thứ ba này cũng là 36 kHz các bạn nhé. 37 kHz. Đây 37 kHz này. Đấy. Chứng tỏ là cái bo dao động điều khiển cho cái dàn MOSFET này vẫn còn bình thường.
Đến đây bây giờ chúng ta có thể lắp được cái dàn công suất đầu vào và vào bình thường rồi các bạn ạ. Đấy. Như vậy là cái phần mà cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là chết mốt phép đầu vào nó chỉ còn có thể là chập ở đầu ra thôi. Đấy. Một là chập diode, hai là chập phép đầu ra. Chỉ có thế các bạn ạ. Bây giờ là cắm cầu chì với lại dàn công suất đầu vào là ok rồi. Đấy, giờ cắm là ok các bạn nhá. Chứ còn các bạn nếu mà cái trong cái trường hợp mà cái bo dao động này, cái con này nó sử dụng cái con SG3525 ấy. Nó dao động nó dính vào đằng sau này. Con này mà bị lỗi ấy, mà các bạn đo bốn cái chân G của con bốn con mốt phét mà không có xung dao động ấy, mà chỉ có điện áp không ấy, mình thề với các bạn ấy. Các bạn cắm bao nhiêu con mốt phét mới vào, chết bấy nhiêu con. Đấy, cứ cắm vào là chết, thề các bạn luôn. Đấy, nên các bạn phải trước tiên là khi mà nhổ cái dàn công suất này mà kiểm tra ấy, trước tiên là khi mà các bạn muốn cắm cái mốt phét đầu vào này thì các bạn phải kiểm tra cái bo dao động trước. Đấy, sau đó là ổn rồi mới được cắm, mới được phép là cắm cái con công suất đầu vào này. Xong sau đó chúng ta kiểm tra tiếp cái con cái dàn công suất ở đầu ra. Thì ở đầu ra của cái con này nó lại sử dụng là bốn con 13N50. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra xem là con nào chết. Diode thì mình đo rồi, mình đo xong rồi mình đã kiểm tra rồi. Diode thì thực ra là ở cái tổng công suất 1000W này, diode nó rất là khó chết. Nhưng các bạn có thể bỏ qua cũng được. Đấy, xem có bốn con này là con nào có chết. Đấy thì vẫn như thế thôi. Dây đen vào với lại chân giữa, dây đỏ vào lên đây. Đấy. Thì các bạn cứ để ý nhá. Khi mà mình kẹp vào cái chân của cái con MOSFET này mà cái giá trị ở trên đồng hồ nó nhảy lên khoảng trên 1 mê. Đấy, như con này là 3,1 mê này thì con này là còn sống. Không cần biết là bao nhiêu, cứ nó cứ nhảy trên 1 mê là tức là còn sống. Đấy, đấy là do kinh nghiệm kiểm tra nhanh nhất là của mình. Đấy, như con này sao? Đấy, 3,1 mê con này còn sống nhá. À, con này nhảy các bạn này. Đấy, con này nó có 0, à con này có 1,9 ohm. Đo lại phát nữa xem. Rồi. Con 1350 này, 13N50 này là con chết. Đấy, xem con thứ tư này. Rồi, con này còn 3,1 mê là con này còn sống này. Như vậy là mình đã xác định được cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cái việc là hỏng cái bo này. Đó chính là do chập. Khi mà mình cắm vào cái ổn áp ấy thì cái con này nó không chịu được, nó chết này. Đấy. Nó chết thì nó kéo theo cái việc là bị chập cái dàn mốt phét ở đầu ra này. Sau đó là nó dẫn đến cái việc là cái biến áp nó quá tải. Đấy. Biến áp quá tải dẫn đến cái việc là mốt phét ở đầu vào quá tải. Mốt phét đầu vào quá tải thì mốt phét đầu vào bị lỗ. Lỗ thì dẫn đến cái việc là cầu chì bị đứt. Đấy, nó cứ dây dưa dây má với nhau như thế. Khi mà chúng ta kiểm tra sửa chữa một cái bo mạch điện tử nào là chúng ta phải dò từ cái việc cứ thằng nào đưa vào đâu thì chúng ta sẽ kiểm tra cuối cùng. Đấy, đi ra đâu thì chúng ta sẽ kiểm tra đầu tiên. Kiểm tra từ thằng ngọn xuống đến thằng gốc. Đấy, thì như vậy là trong cái video này mình chia sẻ cho các bạn một số cái bước mà chúng ta khi mà đã là một thợ điện tử chúng ta bắt buộc phải nhớ để vận dụng vào trong cái bước là những cái công việc sửa những cái mạch điện tử là của chúng ta, để khi mà chúng ta thao tác làm nó được an toàn và nó tránh hỏng hóc, có khi đèn mất tiền oan thì méo mồm. Đấy. Rồi. Đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành là thay toàn bộ tất cả các dàn phét ở con này, là nó nguyên bản nó sử dụng con 13N50. Thì mình sẽ thay là con 15N60 này. Khỏe hơn cả đôi đường các bạn nhé. Áp chịu đựng khỏe hơn, dòng chịu đựng cũng khỏe hơn này. Định thay con 460 nhưng mà to quá không được. Đấy. Còn con đầu vào là mình sẽ sử dụng con 3205. Nguyên bản của nó sử dụng con 100N07. Đấy. Rồi, ok, xin chào các bạn nhé.